Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Các em học sinh thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong cuốn sách Bài tập hàng ngày toán 5 tự biên soạn theo chương trình cánh diều nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài 46, luyện tập trung. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, hỗn số 5 3/4 được viết dưới dạng phân số là Vậy ở đây cô có hỗn số 5 3 4. Cô sẽ chuyển hỗn số này sang dạng phân số bằng cách. Phần tử số cô sẽ lấy mẫu nhân với phần nguyên và cộng với tử số. Ở đây sẽ là 4 x 5 cộng 3. Và cô sẽ giữ nguyên phần mẫu số. Và cô thu được kết quả là 23 phần 4. Cô chọn đáp án C. Chúng ta tiếp tục với câu 2.

Chúng ta tiếp tục với câu 3. Giá trị của biểu thức 105 chia cho 14,9 trừ cho 6,5. Vậy ở đây trước tiên cô sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc, sau đó thực hiện phép tính chia. Ở đây chúng ta có 105 chia cho 14,9 trừ cho 6,5 sẽ bằng 8,4. 105 chia cho 8,4 sẽ bằng 12,5. Cô chọn đáp án A. Chúng ta tiếp tục với câu 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 75m. Người ta vẽ mảnh đất đó trên một bản đồ có tỷ lệ là 1 chia 500. Vậy chu vi của mảnh đất đó trên bản đồ là? Vậy ở đây, trước tiên cô sẽ tính chu vi của mảnh đất đó trên bản đồ theo đơn vị là mét sau đó cô sẽ đổi ra đơn vị là cm để chọn được đáp án đúng. Đây, trước tiên chúng ta có chu vi trên thực tế của mảnh đất hình chữ nhật là 75m. Vậy, trên bản đồ tỷ lệ 1 chia 500, mảnh đất đó sẽ có chu vi theo đơn vị mét là 75 chia cho 500, và đó chính là 0,15m. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi 0,15m sang đơn vị mét, và chúng ta có 1m sẽ tương đương với 100cm, vậy 0,15m sẽ bằng 0,15cm nhân cho 100 cm. Và chúng ta thu được 15 cm. Cô chọn đáp án D. Chúng ta tiếp tục với câu 5. Một cửa hàng trái cây bán 28,5 kg quýt cho ba người. Người khách thứ nhất mua 20% số quýt đó và ít hơn số quýt của người thứ hai mua là 4,5 kg. Vậy người khách thứ ba mua số kg quýt là Vậy ở đây chúng ta thấy đề bài cho biết tổng số kg quýt của ba người khách đã mua. Và người thứ nhất mua 20% số quýt đó. Vậy chúng ta có thể tính được số quýt của người thứ nhất mua chính là bằng 20% của tổng, chính là 20% của 28,5. Tiếp theo chúng ta có số quýt của người khách thứ nhất mua ít hơn số quýt của người khách thứ hai mua là 4,5%. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tính được số quýt của người khách thứ hai để bài hỏi rằng vậy người khách thứ ba mua số kg quýt là vậy ở đây số quýt của người khách thứ ba mua sẽ bằng tổng số quýt của cả ba người trừ cho số quýt của người khách thứ nhất và trừ cho số quýt của người khách thứ hai vậy ở đây trước tiên cô sẽ đi tính số kg quýt của người khách thứ nhất đã mua là bao nhiêu chúng ta có người khách thứ nhất mua số kg là Chúng ta có người khách thứ nhất mua 20% số quýt đó, tức là 20% của tổng số quýt của ba người. Ở đây sẽ là 20% nhân với 28,5. Cô thu được kết quả là 5,7 kg. Chúng ta tiếp tục có người khách thứ nhất mua ít hơn người khách thứ hai mua là 4,5 kg, tức là số quyết của người khách thứ hai sẽ bằng số quyết của người khách thứ nhất cộng cho 4,5 kg. Vậy người khách thứ hai mua số kg là cô sẽ lấy 5,7 cộng cho 4,5. Cô thu được kết quả là 10,2 kg. Đề bài hỏi, vậy người khách thứ ba mua số kg quýt là? Chúng ta có. Người khách thứ ba mua số kg là? Chúng ta sẽ lấy tổng số quýt mà ba người đã mua trừ cho số quýt của người khách thứ nhất và trừ cho số quýt của người khách thứ hai. Ở đây chính là 28,5 trừ cho 5,7 và trừ cho 10,2. Cô thu được kết quả chính là 12,6 kg. Vậy, người khách thứ ba đã mua 12,6 kg. Cô chọn đáp án B. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 2 lớn, phần từ luận. Bài 1, số. Ở ý thứ nhất cô có 60% của 120 mét vuông là ô trống mét vuông. Vậy ở đây chúng ta có 60% của 120 mét vuông tức là 60% nhân với 120 mét vuông. Ở đây chính là bằng 120 nhân với 0,6 và cô thu được kết quả là 72 mét vuông. Vậy ở đây cô điền số 72. Chúng ta tiếp tục có 2,5% của 6ml là ô trống ml. Vậy chúng ta thấy 2,5% của 6ml tức là 6ml nhân với 2,5%. Ở đây sẽ là 6 nhân với 0,025. Cô thu được kết quả là 0,15 ml. Tiếp theo chúng ta có 10% của 500 cm là ô trống cm. Vậy ở đây chúng ta có 10% của 500 cm tức là 500 nhân với 10%. Ở đây sẽ là 500 nhân với 0,1 chính là bằng 50 cm.

3% của 800 g là ô trống gan. Vậy đây cô có 3% của 800 g tức là 800 g nhân với 3%. Ở đây chính là bằng 800 nhân với 0,03. Cô thu được kết quả là 24 g.

200 nhân với 0,17. Kết quả thu được là 34 kg. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 2, đặt tính rồi tính. Ý thứ nhất. 216.342 cộng cho 342.165. Trước tiên cô sẽ thực hiện đặt tính. Ở đây chúng ta có 2 cộng 5 bằng 7 4 cộng 6 bằng 10 Chúng ta viết 0 Nhóm 1 3 cộng 1 bằng 4 Thêm 1 bằng 5 6 cộng 2 bằng 8 1 cộng 4 bằng 5 2 cộng 3 bằng 5 Vậy kết quả của phép tính thứ nhất là 558.507 Chúng ta tiếp tục với phép tính thứ hai

7 chứ 0 bằng 7. Vậy kết quả của phép tính thứ hai chính là bằng 791.304. Ở phép tính thứ ba cô có 50.392 nhân cho 14. Trước tiên chúng ta có 4 x 2 bằng 8. 4 x 9 bằng 36, chúng ta viết 6, nhớ 3. 4 x 3 bằng 12, 12 thêm 3 bằng 15,

Chúng ta tiếp tục có 8 cộng 0 bằng 8, 6 cộng 2 bằng 8, 5 cộng 9 bằng 14, chúng ta viết 4, nhớ 1. 1 cộng 3 bằng 4, 4 thêm 1 bằng 5, 0 cộng 0 bằng 0, 2 cộng 5 bằng 7. Vậy, 50.392 x 14 chính là bằng...

48 chia 24 bằng 2. 2 x 24 bằng 48. 48 trừ 48 bằng 0. Vậy, 152.208 chia 24 thu được kết quả là 6.342. Chúng ta tiếp tục với bài 3. Lớp 5B có 40 học sinh, trong đó có 16 bạn đăng ký học bơi. Tính tỷ số phần trăm số học sinh không đăng ký học bơi và tổng số học sinh của lớp 5B. Về đây chúng ta thấy, đề bài yêu cầu tính tỷ số phần trăm giữa số học sinh không đăng ký học bơi và tổng số học sinh của lớp 5B. Vậy, đề bài đã cho biết tổng số học sinh của lớp 5B chính là 40 học sinh. Vậy chúng ta cần phải đi tìm số học sinh không đăng ký học bơi của lớp 5B. Ở đây trước tên cô có. Số học sinh không đăng ký học bơi của lớp 5B là Chúng ta thấy Lớp 5B có tất cả 40 học sinh, trong đó 16 bạn đăng ký học bơi. Vậy, số học sinh không đăng ký học bơi sẽ là 40 trừ cho 16, chính là bằng tổng số học sinh trừ cho số học sinh đăng ký học bơi. Và đó chính là 24 học sinh. Tiếp theo chúng ta có tỉ số phần trăm giữa số học sinh không đăng ký học bơi và tổng số học sinh của lớp 5B là cô sẽ lấy số học sinh không đăng ký học bơi chia cho tổng số học sinh. Ở đây chính là 24 chia cho 40. Và cô thu được kết quả là 0,6. Vậy 0,6 sẽ bằng 60%. Vậy tỷ số phần trăm số học sinh không đăng ký học bơi và tổng số học sinh của lớp 5B chính là 60%. Đáp số 60%. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 4. Một khu đất trồng khoai hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 213 m. Biết chiều dài hơn chiều rộng là 23 m. Hỏi khu đất trồng khoai đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông? Ở đây chúng ta thấy đề bài cho biết tổng chiều dài và chiều rộng và cho biết chiều dài hơn chiều rộng, tức là chiều dài trừ đi chiều rộng bằng 23 m. Vậy ở đây chính là một bài toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Vậy chúng ta có. Trong một bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, số lớn sẽ được tính bằng công thức tổng cộng hiệu và chia 2. Số bé sẽ được tính bằng công thức tổng trừ hiệu và chia cho 2 hay chính là bằng tổng trừ cho số lớn. Vậy trong bài toán này, chúng ta sẽ có trong một hình chữ nhật, chiều dài luôn lớn hơn chiều rộng. Vậy chúng ta có số lớn chính là chiều dài. Và số bé chính là chiều rộng. Vậy để tính được diện tích của mảnh đất hình chữ nhật này, trước tiên cô sẽ đi tính chiều dài và chiều rộng. Đây chúng ta có chiều dài của khu đất hình chữ nhật là Ở đây chúng ta thấy chiều dài chính là bằng số lớn và chúng ta sẽ tính theo công thức tổng cộng hiệu chia 2. Vậy đây chúng ta có tổng tổng chiều dài và chiều rộng là 213 m và hiệu giữa chiều dài và chiều rộng chính là 23 m. Vậy đây cô có chiều dài của khu đất sẽ bằng 213 cộng với hiệu chính là bằng 23 và chia cho 2. Kết quả thu được là 118 m. Tiếp tục cô sẽ đi tính chiều rộng của khu đất hình chữ nhật. Để tính chiều rộng, chúng ta có thể lấy tổng trừ hiệu chia 2 hoặc là tổng trừ đi số lớn. Tức là chúng ta sẽ lấy tổng chiều dài và chiều rộng trừ cho chiều dài của hình chữ nhật. Ở đây cô sẽ lấy tổng trừ cho chiều dài của khu đất. Chính là bằng 213 trừ cho 118. Cô thu được kết quả là 95 m. Vậy diện tích của khu đất hình chữ nhật đó là chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật chính là bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Ở đây chính là 118 nhân cho 95. Kết quả thu được là 11.210 m2. Vậy, diện tích của khu đất hình chữ nhật trồng khoai là 11.210 m2. Đáp số 11.210 m2. Chúng ta tiếp tục với bài 5. Mẹ dẫn tâm đi mua chiếc bình đựng nước có giá 56.000 đồng và chiếc hộp bút có giá 39.000 đồng. Khi đến quầy thanh toán, mẹ dùng phiếu giảm giá 15%. Hỏi mẹ phải trả cho người bán hàng bao nhiêu tiền? Vậy trước tiên, ở đây cô sẽ đi tính tổng số tiền mà mẹ đã mua chính là bao nhiêu. Sau đó, tính số tiền mà mẹ được giảm 15% là bao nhiêu? Và cuối cùng, tính số tiền mẹ phải trả cho người bán hàng. Trước tiên cô có tổng số tiền của chiếc bình đựng nước và chiếc hộp bút mà mẹ đã mua là. Chúng ta sẽ lấy 56.000 đồng cộng cho 39.000 đồng. Kết quả thu được là 95.000 đồng. Tiếp theo chúng ta thấy khi đến quầy thanh toán, mẹ dùng phiếu giảm giá 15%. Vậy ở đây chúng ta sẽ đi tính. Mẹ được giảm giá 15%, tức là Mẹ được giảm bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ có số tiền mẹ được giảm giá là. Ở đây chúng ta thấy mẹ dùng phiếu giảm giá 15% cho tổng số tiền mà mẹ đã mua. Vậy ở đây số tiền mẹ được giảm sẽ là 95.000 đồng nhân với 15%. Và kết quả thu được là 14.250 đồng. Đề bài hỏi mẹ phải trả cho người bán hàng bao nhiêu tiền? Vậy ở đây, để biết mẹ phải trả cho người bán hàng bao nhiêu tiền, cô sẽ lấy tổng số tiền ban đầu mà mẹ đã mua trừ cho số tiền mà mẹ được giảm giá. Ở đây chính là 95.000 đồng trừ cho 14.250.000 đồng. Mẹ phải trả cho người bán hàng số tiền là Cô sẽ lấy 95.000 đồng trừ cho 14.250.000 đồng kết quả thu được sẽ là 80.750. Vậy, mẹ phải trả cho người bán hàng 80.750 đồng. Đáp số 80.750 đồng. Các em học sinh thân mến, như vậy cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài 46, luyện tập trung. Ở trong video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài 47. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video lần sau.